Cô vui mừng chào đón các con đã quay trở lại với khóa học. Khoa học lớp 4 của trang web olm.vn. Các con thân mến, nhờ có ánh sáng, chúng ta nhìn thấy mọi vật. Vậy ánh sáng phát ra từ đâu và truyền như thế nào? Cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng. Nội dung bài học gồm 3 phần chính: Vật phát sáng và vật được chiếu sáng, Sự truyền ánh sáng, Vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên: Vật phát sáng và vật được chiếu sáng. Trên đây cô có một số đồ vật, ví dụ như ngọn đuốc, đèn dầu, ngọn nến mặt trời và đèn điện các con hãy cho biết đâu là vật phát sáng tự nhiên đúng rồi mặt trời là vật phát sáng tự nhiên còn ngọn đuốc đèn dầu ngọn nến và đèn điện là những vật phát sáng được con người tạo ra bên cạnh những vật phát sáng thì còn có những vật không phát sáng, nhưng được chiếu sáng và phản chiếu ánh sáng vào nó. Ví dụ, mặt trăng, cột điện, quyển sách phản chiếu ánh sáng mặt trời chiếu tới chúng. Cô mời các con quan sát hình ảnh trên đây và xác định đâu là vật phát sáng, đâu là vật được chiếu sáng. mừng các con các con đã trả lời đúng rồi đấy vật phát sáng ở đây chính là mặt trời vật được chiếu sáng là ô tô cây cối nhà cửa và đường đi vào ban ngày thì thường các ô tô sẽ không bật đèn vì vậy trong trường hợp này nó được xếp là vật được chiếu sáng còn nếu khi trời tối ô tô sẽ bật đèn khi đó nó sẽ là vật phát sáng. Ánh sáng truyền từ vật phát sáng đến các vật và phản chiếu từ các vật đến mắt. Vì vậy, ta mới có thể nhìn thấy chúng. Trong không khí thì ánh sáng truyền theo đường thẳng. Vậy để kiểm tra hai thông tin này thì cô mời các con đến với hai thí nghiệm sau đây nhé. Ở thí nghiệm đầu tiên, cô chuẩn bị một hộp bìa cứng thành bên trong có màu đen và đục hai lỗ nhỏ giống như trên hình ảnh các con đang quan sát một viên bi màu trắng và một chiếc đèn pin cô tiến hành đặt viên bi trắng vào đáy của hộp bia cứng đèn pin thì cô sẽ chiếu vào lỗ nhỏ ở mặt trên của hộp sau đó cô ghé sát mắt vào lỗ nhỏ còn lại để quan sát viên bi trắng trong hai trường hợp chưa bật đèn và đã bật đèn lưu ý khi tiến hành thí nghiệm này nếu cảm thấy khó khăn thì các con có thể nhờ người khác cầm giúp đèn pin để dễ dàng quan sát hơn nhé các con hãy cho biết chúng ta có thể nhìn thấy viên bi trắng trong hai trường hợp vừa rồi hay không chính xác khi bật đèn thì ta mới có thể nhìn thấy viên bi màu trắng còn khi không bật đèn thì ta không thể nhìn thấy viên bi. Như vậy, khi có ánh sáng thì ta mới có thể nhìn thấy vật. Ánh sáng sẽ truyền từ đèn pin đến viên bi và phản chiếu từ viên bi đến mắt. Vì vậy, chúng ta mới có thể nhìn thấy nó. Đó cũng chính là kết luận đầu tiên mà các con cần ghi nhớ. Tiếp theo, cô mời các con đến với thí nghiệm thứ hai. Ở thí nghiệm này thì chúng ta cần chuẩn bị nhiều dụng cụ hơn một chút, bao gồm 3 tấm bìa cứng A, B và C. Trên mỗi tấm bìa thì cô sẽ đục một lỗ nhỏ có độ cao như nhau. Đèn pin, một đoạn dây thép thẳng, nhỏ và dài khoảng 25 cm. Lưu ý, khi chọn dây thép thì chúng ta sẽ chọn đoạn dây sao cho nó có thể xuyên qua được lỗ nhỏ ở trên các tấm bìa. Thí nghiệm này thì cô sẽ tiến hành như sau. Cô đặt đèn pin đã bật sáng ở trước tấm bìa A. Đặt mắt sau tấm bìa A sao cho nhìn thấy được bóng đèn pin. Tiếp tục đặt tấm bìa B sau tấm bìa A sao cho khi đặt mắt sau tấm bìa B nhìn thấy được bóng của đèn pin. Sau đó, đặt tấm bìa C ở sau tấm bìa A, sao cho khi đặt mắt ở sau tấm bìa B, có thể nhìn thấy bóng của đèn pin. Các con hãy cho biết, có thể xuyên đoạn dây thép qua ba lỗ nhỏ ở ba tấm bìa hay không? Đúng rồi, dây thép có thể xuyên qua ba lỗ nhỏ ở trên ba tấm bìa từ đó chúng ta đưa ra được kết luận tiếp theo là ánh sáng truyền trong không khí theo đường thẳng vận dụng những thông tin vừa tìm hiểu ở phần thứ nhất và thứ hai các con hãy trả lời câu hỏi trên đây vì sao người đứng bên đường có thể nhìn thấy ô tô chúc mừng các con các con đã trả lời đúng rồi đấy vật phát sáng ở đây chính là mặt trời ánh sáng mặt trời chiếu vào ô tô và ô tô phản chiếu ánh sáng tới mắt vì vậy người đứng bên đường mới có thể nhìn thấy ô tô đấy các con hãy tiếp tục trả lời câu hỏi người đứng bên đường cần điều kiện gì để có thể nhìn thấy ô tô vào ban đêm đúng rồi Người bên đường có thể nhìn thấy ô tô vào ban đêm trong trường hợp đèn đường bật sáng hoặc khi ô tô bật đèn sáng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thông qua tìm hiểu, các con cần ghi nhớ hai nội dung chính sau đây. Có vật phát ra ánh sáng, có vật phản chiếu ánh sáng chiếu vào nó. Ánh sáng từ vật đến mắt giúp ta nhìn thấy vật. Ánh sáng truyền trong không khí theo đường thẳng. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học trực tuyến OLM nhé. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo.